đồng hành cùng nhà trường trong công tác đào tạo, dạy và học ngoại ngữ sau kỳ nghỉ dài do đại dịch Covid-19, hỗ trợ học sinh kiểm tra kiến thức, lựa chọn học sinh xuất sắc và nâng cao tinh thần thi đua học tập tại từng trường học, địa phương. Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu, đơn vị ủy quyền, chính thức tổ chức khảo thí và cấp chứng chỉ Cambridge, triển khai kỳ thi sát hạch và đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh từ khối 3 đến khối 8 tại các trường đại học trên cả nước. Cuộc thi Cambridge Primary and Junior Achievers 2020 dự kiến thu hút hơn 300.000 học sinh tại hơn 70 trường đối tác của Ocean Edu trên toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng lên tới 30 tỷ đồng. Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh Cambridge sẽ giúp học sinh đánh giá năng lực ngoại ngữ, tăng cường kiến thức, đồng thời tạo cơ hội cho các em trải nghiệm kỳ thi quốc tế và nhận chứng chỉ từ Hội đồng Khảo thí Cambridge, Anh Quốc. Mọi thông tin chi tiết về kỳ thi, quý phụ huynh, học viên vui lòng truy cập website www.ocean.edu.vn hoặc liên hệ chi nhánh Ocean Edu gần nhất để được hỗ trợ.